Thưa quý vị, sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền cầm luôn xe máy, đối tượng Phạm Văn Tấn trở về Việt Nam. Khi đến xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, thì ra tay trộm xe mô tô của người dân đang đậu trên đường. Vừa qua, Phạm Văn Tấn đã bị tuyên án 4 năm tù. Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 1, 2023, Phạm Văn Tấn sang casino ở Campuchia đánh bạc, thua hết tiền nên cầm luôn xe gắn máy. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Tấn đi bộ từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến khu vực chợ Thường Phước 1, phát hiện xe SH1 không có người trông coi, có sẵn chìa khóa trong ổ khóa nên Tấn đã điều khiển xe chạy về hướng thành phố Hồng Ngự. Sau đó bị lực lượng công an truy đuổi bắt giữ. Trước đó, Tấn cũng đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp xe máy với tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tấn 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.